Cô em đừng có cái đau lại giùm chị mới được không? Đau quá. Cố gắng lên đi chứ. Nó làm cao lại nó khen cái da ra là không không bóp gì không. Em mà em cao là chị phải bóp mạnh, mà bóp mạnh là em đau hơn bình thường nha. Không, không, không chịu nổi, đau không chị? Nhiều quá mà. Như cơm trái. Đó là. Như cơm trái. Thả lỏng ra cô.
nhà thì trong. Gầm. Mới đâm phát nó gầm lên có cái ca. Cá lên bóp được luôn. Thằng thì mồm nó cứng luôn. Nhấp má luôn. Như gì? Như cơm trái. Em thấy nó lên cứ để trong cục rồi đi nặng luôn thế. Dòng là nó đau một lần luôn á. Có xiên đây đi chứ để gì hư do hết. Một lần đi nặng, một lần trả tấn. Đâu có rớt khúc mát đâu. Khóc mấy cái này, khóc mà khóc nắc lên quá. Khóc một thằng cười vậy. Nắc như on ngất luôn nha. Mà có cái thằng đó thì em nghĩ chỉ cậy lên thôi nha. Lon cậy lên thôi. Mà người ướt hết người luôn. Chân tay thì ướt nhẹp luôn. Thì mấy ta ướt về trước thì về cũng thấy người ta. Hôm qua sao mình đang cùng ta? Bóp một xíu. Mình đi đâu nó theo đó luôn rồi. Mình đi quá đi.